Một set thịt nướng siêu nổi tiếng ở trường Marie Curie. Mà mỗi lần tan học là học sinh bu đông bu rõ. Chú bán ngót nghét đã 10 năm rồi. Nhưng mà thịt thì vẫn chỉ có 8 ca một xiên thôi. Peekaboo nuôi chú nè. Set thịt nướng của chú đậu bên hông trường Marie Curie. Chú bắt đầu bán từ 3 giờ chiều đến khi hết nha mọi người. Ngoài chú bán cỡ 300-400 xiên á. Một mình chú làm hết từ đầu đến cuối luôn hả chú? Đúng rồi con. Thịt nướng của chú có đầy đủ thịt nạc mỡ gân, ăn kèm với đu đủ ngâm với lại một loại nước sốt đặc biệt. Lúc tụi mình tới là chú vừa mới mở bán luôn. Thành ra là tụi mình là hai vị khách đầu tiên. Đợi 50 phút sau rồi học sinh rồi người lớn đồ vô mua quá trời. Mà đa phần tôi thấy ai vô cũng mua từ 5-7 cây trở lên hết trơn á. Theo cảm nhận cá nhân của tôi á thì thịt mềm. Không biết mọi người sao chứ tôi thì thích ăn thịt nướng cháy cháy chút xíu. Thịt ướp thì rất là đậm đà, không có bị khô. Đu đủ ngâm cũng khá là ngon nữa. Hèn gì ai vô cũng mua quá trời quá đất. Mọi người có thể tham khảo nha. Bye bye.